Chào mừng các bạn đến với Reading Books Audio của Thái Hà Books. Trong kỳ này, Thái Hà Books sẽ gửi đến các bạn cuốn sách Đại học, đừng học đại của tác giả Kurt Newport. Trong cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy 75 nguyên tắc được đúc kết từ kinh nghiệm của những sinh viên kiệt xuất nhất ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ tận dụng được những điều đại học có thể mang lại cho bạn và đảm bảo cho mình một điểm khởi đầu vững chắc cho cuộc sống sẽ đến sau đó. Khi đặt bút viết cuốn sách này, tác giả Kurt Newport đã có chút lo lắng. Ông lo sợ rằng sẽ phát hiện ra bí quyết để thành công ở đại học là có chỉ số thông minh của những thiên tài hay khả năng làm việc nhiều ngày không nghỉ, hoặc có thể là trí nhớ siêu việt. Nhưng sau khi nghiên cứu, ông đã phát hiện ra rằng ai cũng có thể trở thành một sinh viên xuất chúng. Bây giờ, không để bạn đợi lâu nữa, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ cuốn sách Đại học, đừng học đại. Một, đừng đọc tất cả tài liệu. Bạn sẽ được giao rất nhiều bài học ở bậc đại học. Chắc chắn là khối lượng phải đọc nhiều hơn khả năng tiếp thu của bất kỳ một cá nhân nào. Các khóa học xã hội và khoa học nhân văn sẽ hành hạ bạn bằng những đoạn văn viết như đánh đố với cấu trúc câu có từ thời đế chế Byzantine cùng logic cực kỳ phức tạp. Các khoa học tự nhiên sẽ rút cạn quỹ thời gian của bạn và làm nảy nở trong bạn sự căm hờn với bảng biểu, đồ thị trong suốt phần đời còn lại bằng những tài liệu kỹ thuật cực kỳ nặng nề, tuôn không ngừng như thác đổ. Và để tỏ ra khách quan, các giáo sư sẽ hết lần này đến lần khác trích dẫn nguyên cả cuốn sách vào danh sách cần tham khảo, nhưng chỉ cho bạn khoảng một tuần để hoàn thành. Mọi thứ nghe có vẻ ảm đạm, nhưng không cần phải như vậy. Tất cả những gì bạn cần nhớ là một nguyên tắc đơn giản. Đừng đọc tất cả tài liệu. Đối với một học sinh chăm chỉ, bỏ qua những bài học được giao dường như là điều báng bổ. Nhưng dù thoạt nghe có vẻ vô lý, sự thật là bạn hiếm khi cần phải đọc hết tất cả những trang tài liệu được liệt kê trong danh sách cần tham khảo của môn học. Thay vào đó, dưới đây là những điều bạn nên làm. Những bài đọc bao hàm chủ đề của bài giảng sắp tới thường phù hợp để đọc lướt tìm những ý chính trước tiên, sau đó điền đầy những khoảng trống bằng cách ghi chép cẩn thận trên giảng đường. Sinh viên nói chung thường ngại đọc lướt tìm ý chính, nhưng bạn không nên như vậy. Bạn cần hoàn thiện kỹ năng đọc cực nhanh hàng trăm tài liệu. Bí quyết là đọc các phần lời mở đầu và kết luận của mỗi chương thật cẩn thận và sau đó đọc lướt qua tất cả các phần khác. Đánh dấu những câu làm bạn chú ý, cách này nhanh hơn cách dùng bút nhớ dòng. Đừng bị chôn chân một chỗ khi cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các đoạn văn. Chỉ cần chú ý đến những đoạn văn rõ ràng chứng minh cho luận điểm cần tìm hiểu. Bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ một vài ý quan trọng, nhưng giáo sư của bạn thì không. Hãy chú ý khi vấn đề được đưa ra thảo luận trên giảng đường và bạn sẽ góp nhặt được những lập luận mà bạn đã lỡ bỏ qua. Những ghi chép khi bạn nghe giảng cùng với việc đọc lại những câu từ mà bạn đã đánh dấu sẽ giúp bạn nắm được toàn bộ nội dung của tài liệu. Nếu có một bài tập cụ thể nào đó không được giảng dạy trên lớp, nhưng bạn biết nó sẽ là một phần của bài kiểm tra sắp tới, hãy đọc nó cẩn thận hơn. Nếu bạn vẫn không cảm thấy tự tin, hãy đến gặp các giáo sư hoặc giảng viên. Thảo luận với giảng viên về những kết luận đúc kết từ việc đọc tài liệu, ghi chép những điều cần thiết. Sự kết hợp giữa đọc lướt kỹ càng và ghi chép cẩn thận những chia sẻ của giảng viên về những điều quan trọng là cách rất hiệu quả để chuẩn bị tài liệu cho thi cử. Khi nhiều đầu sách được chỉ định làm tài liệu tham khảo cho một nghiên cứu, cần sớm tìm ra được chủ đề chính xác của bài nghiên cứu và chỉ đọc các tài liệu bạn cần để đưa ra được những lập luận cụ thể, bỏ qua những bài đọc tự chọn. Với tất cả sự kính trọng dành cho các giảng viên, có những cách khác hữu ích hơn để sử dụng quỹ thời gian hạn hẹp của bạn. Với các sinh viên khoa học tự nhiên, hiển nhiên, với mỗi một môn học, bạn sẽ được giao nghiên cứu một hoặc hai chương tài liệu kỹ thuật nặng nề. Những tài liệu này thường là những chủ đề mà giảng viên sẽ làm rõ trong bài giảng. Đọc lướt tìm ý chính những chương này thật nhanh để bạn biết những nội dung cần phải đón đợi. Nhưng hãy dùng phần lớn năng lượng của bạn vào việc tập trung trên giảng đường. Các khoa học tự nhiên không kiểm tra việc bạn đọc. Chúng kiểm tra việc bạn hiểu các khái niệm được học trên giảng đường. Mục tiêu đặt ra khi bạn là một sinh viên khoa học tự nhiên nên là hiểu nội dung bài giảng mỗi khi bước ra khỏi lớp và có thể dễ dàng sử dụng những nội dung đã học đó. Nếu bạn thấy mình đang bị hụt hơi chạy đằng sau những bản trường ca mà giảng viên đang viết trên bảng, hãy đọc những tài liệu tự học được giao cho nhiều hơn nữa, cho đến khi bạn có thể theo kịp bài giảng dễ dàng. Nhìn chung, với các môn khoa học tự nhiên, bạn chỉ nên tiêu tốn một phần nhỏ trong quỹ thời gian của mình cho việc đọc. Hãy chú ý đến những điều thực sự quan trọng, bài giảng trên giảng đường và bài tập về nhà. Chúng ta phải xem cách hoàn thành việc đọc theo cách đã nêu trên là một kỹ năng do rèn luyện mà có. Đầu tiên, bạn nên bỏ qua sự e dè, thận trọng. Hãy đọc càng nhiều càng tốt. Nhưng khi bạn đã hiểu thêm về giảng viên phụ trách
và cấu trúc của môn học, bạn có thể bắt đầu giảm dần khối lượng đọc các tài liệu được giao cho đến khi tìm được điểm cân bằng giữa cần cù và hiệu quả. Nếu bạn từng tự hỏi rằng làm thế nào các sinh viên hàng đầu có thể hoàn thành được khối lượng công việc quá lớn trong một khoảng thời gian hạn hẹp như vậy, thì một phần lớn của câu trả lời nằm trong nguyên tắc này. 4. Bắt tay vào những bài tập lớn ngay khi được giao. Bài tập lớn là nỗi khiếp sợ của sinh viên đại học. Tại sao ư? Vì chúng ta làm bài tập lớn rất kém. Đây là sự thật. Ngay lúc này đây, tại những ngôi trường đại học trên khắp cả nước, nhiều sinh viên vẫn đang tự thuyết phục bản thân rằng vì họ có thể hoàn thành các bài tập lớn trong một đêm vật lộn quay cuồng, vậy họ nên làm như thế. Bạn đừng trở thành một trong số họ. Việc trì hoãn vô cùng cám dỗ, nhưng bạn có thể chiến thắng nó bằng cách áp dụng một mẹo rất cơ bản. Ngay khi vừa được giao bài tập lớn, bạn hãy hoàn thành một phần khối lượng công việc được giao ngay ngày hôm đó. Bạn không cần phải làm phần lớn khối lượng bài tập, chỉ cần khoảng 30 phút là đủ. Hãy làm những đầu việc đơn giản như ghi chú tiến độ công việc lên lịch, phác thảo đề cương, kiểm tra và đọc lướt qua các phần lời nói đầu hay lời giới thiệu của một cuốn sách tham khảo, viết ra những luận điểm có thể dùng được. Đó là tất cả những việc bạn cần làm. Khi bạn đã hoàn thành một phần của bài tập lớn, dù phần việc đó có thể nhỏ bé đến mức nào, bạn sẽ nhận ra rằng sớm bắt tay vào làm bài tập thật sự không phải là một ý định tồi. Trái lại, nó làm bạn cảm thấy thoải mái. Bạn đang đi trước một bước so với những người khác trong lớp và bạn làm việc đó thật dễ dàng. Cảm giác này có tác động rất mạnh mẽ. Dù bạn có tin hay không, nó thực sự sẽ làm bạn luôn nghĩ đến việc phải hoàn thành nhiều hơn nữa các phần việc phải làm trước hạn. Cho đến khi cả bạn cũng không nhận ra rằng bạn đã hoàn thành toàn bộ công việc, không phải vào lúc 4 giờ 43 phút sáng của ngày phải nộp bài. Tất nhiên, cách này không phải là câu thần chú để hoàn thành bài tập lớn đúng hạn. Các bài tập lớn ở đại học vẫn luôn luôn khó và bạn vẫn cần phải làm việc cần cù để hoàn thành. Tuy nhiên, dù với nguyên nhân tâm lý nào đi chăng nữa, thì bắt tay làm một phần việc cho bài tập lớn ngay vào ngày được giao sẽ mang lại một hiệu ứng thần kỳ trong việc giảm thiểu khả năng trì hoãn hay chậm trễ. Bạn hãy thử nguyên tắc này. Không lý gì bạn lại cho phép bài tập lớn hành hạ bạn, khiến bạn lăn lộn như người điên cho đến những giây phút cuối cùng. Hãy bắt đầu với những việc nhỏ và bắt đầu ngay lập tức. 5. Dọn giường. Hóa ra mẹ bạn đã đúng, bạn phải dọn giường mỗi sáng ngay khi thức dậy. Hãy biến việc này thành một thói quen không thể bỏ, như đánh răng rửa mặt. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn cũng không bao giờ đứng vứt quần áo lung tung quanh phòng. Hãy cho quần áo vào giỏ đựng đồ hoặc treo lên sau khi thay ra. Đặt sách lên kệ đúng chỗ và khi bạn đã xong việc với giấy vở, cất chúng đi. Hãy đổ rác mỗi ngày. Trên đây là những động tác cơ bản để giữ một căn phòng ký túc xá sạch sẽ, ngăn nắp. Và tất cả những việc này đều cần thiết. Tại sao một việc đơn giản như dọn giường lại có thể tác động mạnh mẽ đến thành công ở bậc đại học? Vì một căn phòng gọn gàng sẽ giúp tâm trí của bạn tập trung. Một căn phòng bừa bộn sẽ làm cho tâm trí bị sao nhãng. Bạn thì muốn tập trung. Càng tập trung, bạn càng có thể đối phó với những thử thách dành cho một sinh viên đại học hiệu quả hơn. Khi bạn vấp ngã vì dẫm phải vỏ hộp pizza đã ăn hết, hay phải dùng mũi để tìm trong núi quần áo một đôi tất sạch, và suốt ngày lần mò bên dưới đống bàn ghế tủ giường để tìm cuốn sách mà bạn cần, sẽ rất khó để duy trì nguồn năng lượng tích cực. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn phải hoàn thành một bài luận thì trong trường hợp nào sau đây bạn sẽ dễ dàng bắt tay vào việc hơn. Giữa căn phòng như bãi chiến trường, với bàn học ngập trong đống đồ cần phải giặt và giấy gói bánh kẹo bỏ đi, hay trong một môi trường sạch sẽ, gọn gàng, với bàn học và các đồ dùng tài liệu được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng trong tầm tay. Chà, có khả năng bạn buộc phải sống cùng một người bạn cùng phòng lôi thôi bừa bãi. Khi đó, không có nhiều thứ bạn có thể làm để thay đổi cách người bạn này cư xử. Tin tôi đi, cả tỷ người đã từng cố gắng làm điều đó trước bạn và không thành công. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không cần làm gì. Hãy giữ khu vực của bạn trong phòng sạch sẽ và tự lãnh trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, như đổ rác, nghe có vẻ thật bất công. Nhưng đó là cái giá phải trả rất rẻ để có thể thành công ở đại học. Nếu bạn không thể giữ cho căn phòng của mình ngăn nắp, bạn sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy cuộc đời mình được sắp xếp và lên kế hoạch cẩn thận. Bằng cách giữ cho không gian sống của mình quy củ nhất có thể, sẽ có ít thứ khiến bạn phải phân tâm hơn và bạn sẽ có cảm giác chủ động trong môi trường của mình. Những đức tính này là vô cùng cần thiết để làm nền tảng cho những thành tựu đầy tham vọng trong tương lai. Sẽ có những đớn đau, tôi biết, nhưng giữ cho căn phòng của bạn sạch sẽ là rất quan trọng. Và mẹ bạn sẽ tự hào vì điều đó. 11. Hãy làm một việc tốt hơn tất cả những người bạn biết. Nếu muốn thành công ở đại học, bạn cần có sự tự tin. Tự tin chứ không phải là kiêu ngạo.
vì những người kiêu ngạo, sâu thẳm trong họ lại thường phải cố gắng che giấu sự tự ti. Thay vào đó, bạn sẽ muốn mình có được sự tự tin, tự tôn và khiêm tốn. Đó là những đức tính của một sinh viên thành công. Nói thì dễ hơn làm ư? Không hẳn đâu nhé. Một mẹo hay để bồi đắp sự tự tin vào bản thân chính là làm chủ một năng lực nào đó. Ai ai cũng giỏi một điều gì đấy. Điều bạn cần làm là tìm ra điều gì đấy của bạn là gì và rèn luyện cho đến khi bạn làm việc đó giỏi hơn bất kỳ ai khác ở trường. Có thể là chơi guitar, viết tiểu thuyết, ném bóng rổ hay nấu ăn. Hãy phát triển một năng lực nào đó làm mọi người phải biết đến tên bạn. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, chúng ta không bàn về quyền được khoe khoang. Mọi người có thể biết bạn giỏi điều này, điều kia mà bạn không cần phải nhắc đi nhắc lại với họ. Chúng ta đang nói về việc củng cố cái tôi cá nhân và sự tự tin nơi bản thân bạn. Tại sao điều này lại quá quan trọng như vậy? Vì đại học là một môi trường vô cùng ngột ngạt, bạn bị quẳng vào giữa một không gian chật hẹp với hàng nghìn sinh viên chẳng biết gì về bạn. Rất nhiều sinh viên thất bại trong việc cảm nhận cái tôi của chính mình và thay vào đó đo đếm giá trị bản thân của họ bằng sự kính nể và ngưỡng mộ từ mọi người. Nếu bạn được mời tới một bữa tiệc nhiều người phải thèm muốn, làm bài thi ngon lành hoặc bắt gặp ánh nhìn trìu mến của một cô gái hoặc một chàng trai dễ thương đứng xếp hàng ngay trước mình ở căng tin, bạn sẽ thấy hài lòng về bản thân. Nhưng nếu bạn không có kế hoạch nào cho tối thứ 6, vừa làm một bài thi ngu ngốc hoặc nhận ra rằng cô gái đó thật ra đang mỉm cười với anh chàng đô con đứng ngay sau lưng mình, thì bạn sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Sự tự tôn của bạn lên xuống giống như cho tàu lượn siêu tốc vậy. Mỗi ngày đều khác nhau và phụ thuộc vào những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính bạn. Bạn sẽ không thể trở thành người thành công ở đại học với cách suy nghĩ như vậy. Khi bạn cần phải có những điều tốt đẹp để làm mình cảm thấy vui vẻ, cuộc sống của bạn sẽ bị tập trung vào việc cố gắng giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ. Như vậy, bạn sẽ bị kìm hãm vì luôn lo nghĩ để tránh những điều tiêu cực đến với mình. Và bạn sẽ không thể bắt tay vào làm những việc phi thường. Những sinh viên xuất sắc thì ngược lại. Họ hầu như rất ít khi làm những việc bình thường. Và đó là điều làm họ trở nên nổi bật. Họ tìm ra những cách tốt hơn, khai phá ra những cách tiếp cận vấn đề mới mẻ và đặt câu hỏi cho mọi sự vật, sự việc. Cách duy nhất để có suy nghĩ phóng khoáng mạnh mẽ như vậy là phải có lòng tự tin làm điểm tựa. Để có được đức tính như vậy không hề dễ dàng, nhưng là một việc gì đó tốt hơn tất cả mọi người là điểm khởi đầu tuyệt vời để đạt đến mục tiêu này. Bằng cách làm chủ một kỹ năng hay năng lực nào đó, bạn đã đặt nền móng vững chắc cho bản thân mình một thứ để mình luôn thấy tự tin và đưa ra một lời khẳng định cho câu hỏi rằng bạn là ai? Đừng để người khác quyết định cách bạn cảm nhận về bản thân mình. Hãy củng cố thương hiệu cá nhân của bạn và sau đó chinh phục thế giới. 38. Học thêm một chuyên ngành. Học thêm một chuyên ngành ư? Bạn đang đùa tôi đấy ư? Tôi làm gì có thời gian để làm việc đó? Đồ khùng! Đây hẳn là những phản ứng thường gặp mỗi khi có ai đó đưa ra đề xuất không thường gặp này. Nhưng học thêm một chuyên ngành khác lại là một việc nên làm vì những lý do rất rõ ràng. Bạn sẽ ra trường với những kiến thức chuyên sâu trong nhiều hơn một lĩnh vực. Nó sẽ giúp bạn giữ được sự tập trung trong suốt những năm học đại học. Và quan trọng hơn cả, hồ sơ của bạn sẽ vô cùng ấn tượng khi bạn tìm kiếm một công việc, đăng ký khóa học sau đại học hay kiếm học bổng, giải thưởng. Dù rất nhiều người nghĩ rằng việc theo đuổi thêm một chuyên ngành sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, tin tốt dành cho bạn là không phải vậy. Học thêm một chương trình học không có nghĩa là bạn phải học nhiều môn hơn bình thường. Hãy xem như bạn đang học một chuyên ngành và trong một học kỳ bạn sẽ học 5 môn, 2 môn chuyên ngành và 3 môn tự chọn để tích lũy tín chỉ. Nếu bạn muốn học thêm một chuyên ngành khác, hãy thử đoán xem. Trong một kỳ học, bạn vẫn phải chỉ học 5 môn. Ngoại trừ việc bạn đang đổi một môn học tự chọn thành môn học của chuyên ngành thứ hai. Không vấn đề gì lắm đâu. Không có quá nhiều khác biệt giữa một môn học được bạn chọn ngẫu nhiên và một môn học cụ thể cần thiết cho chuyên ngành thứ hai. Chúng đều là một môn học, có cùng số tín chỉ. Chúng đều làm bạn thấy hứng thú như nhau và đòi hỏi công sức bỏ ra cũng gần như nhau. Điều mấu chốt ở đây là học thêm một chuyên ngành, không phải thử thách quá gian khổ khó khăn. Trái lại, nó chỉ là cách bạn quyết định tập trung học những môn học nào vào mỗi kỳ. Và tập trung học thì luôn tốt. Nó như một lời tuyên bố với chính bản thân bạn và với cả thế giới quanh bạn rằng bạn là một sinh viên nghiêm túc đang theo đuổi những mối quan tâm nghiêm túc. Cách để có thể nhẹ nhàng học thêm một chương trình học là lên kế hoạch cẩn thận và lên kế hoạch thật sớm. Ngay khi bạn quyết định chuyên ngành thứ hai của mình là gì, hãy dành một tối để xem xét những yêu cầu bắt buộc và những môn phải học thật chi tiết. Hãy vẽ ra một kế hoạch, trong đó phân bổ thật hợp lý những môn bạn sẽ học và thời điểm cho từng môn. Và sau đó, bạn chỉ cần thực hiện kế hoạch đó vào mỗi kỳ khi bạn đăng ký tín chỉ. Đó là tất cả những việc bạn cần làm.
Mặt khác, nếu bạn đã lỡ bước đi khá xa trên hành trình đại học của mình thì cũng đừng đánh mất hy vọng. Nhiều sinh viên đã hoàn thành gần hết các môn học cần thiết cho chuyên ngành thứ hai mà bản thân họ lại không hề hay biết. Hãy nhìn lại thật kỹ bảng điểm của mình. Liệu có nhánh học nào bạn đã hoàn thành kha khá các môn không thuộc chuyên ngành chính mà bạn đang theo đuổi? Phần lớn trường hợp thì câu trả lời sẽ là có. Có những sinh viên chuyên ngành Anh ngữ nhưng vì theo học một chương trình nước ngoài đã tích lũy rất nhiều tín chỉ cho chuyên ngành Pháp ngữ. Hay có sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính lại thỉnh thoảng đăng ký các môn học về lịch sử nghệ thuật trong những năm cuối khóa. Sinh viên xây dựng lại chợt thấy hứng thú với những buổi hội thảo về tâm lý học. Với những nhánh học phụ như vậy trong bảng điểm của bạn, hãy tra cứu xem bạn còn cần thêm bao nhiêu tín chỉ nữa để có thể hoàn thành chuyên ngành thứ hai. Kết quả thường rất đáng ngạc nhiên. Tình huống những sinh viên học năm 3 hoặc đang ở học kỳ đầu của năm cuối đại học, một ngày chợt nhận ra rằng chỉ cần mình đăng ký học thêm 2 hoặc 3 môn học nữa là đã có thể hoàn thành thêm một chuyên ngành mà bản thân người đó chưa bao giờ có ý định theo đuổi, lại khá phổ biến. Nếu bạn phải học cùng một số lượng môn học tối thiểu trong những năm học đại học, dù quyết định theo chuyên ngành gì đi nữa, bạn vẫn nên hoàn thành càng nhiều tín chỉ chuyên ngành càng tốt. Thay vì tốn công sức cho những môn học tự chọn vô nghĩa, những sinh viên thành công sẽ cố gắng thu hoạch được càng nhiều điều hữu ích từ những năm ngồi trên ghế giảng đường càng tốt. Vì thế, hãy học thêm một chuyên ngành và tối đa hóa những thành tựu đại học của bạn. 75. Sống không hối tiếc. Khi thực hiện các buổi phỏng vấn để chuẩn bị cho cuốn sách này, tôi gặp một bạn sinh viên có khái niệm về sự hài lòng khá thú vị. Dĩ nhiên, cậu ấy là một người có rất nhiều thành tựu, nhưng niềm hạnh phúc mà cậu có được không đến từ những thành quả cụ thể. Cậu ấy dường như miễn dịch trước áp lực từ việc phải trở thành một sinh viên hàng đầu. Bị hấp dẫn bởi anh chàng này, tôi đã tìm mọi cách khiến cậu ấy chia sẻ thêm về triết lý sống của mình, cội nguồn của sự hài lòng mà cậu ấy có được. Và cuối cùng, cậu ấy cũng tặng cho tôi một lời khuyên rất đơn giản. Đừng sống cùng sự hối tiếc. Lời khuyên này đến từ một người bạn của gia đình mà cậu rất ngưỡng mộ và cậu ấy đã luôn ghi nhớ những lời nói đó trong tim. Sống không hối tiếc là một cách nhìn nhận cuộc sống với thật nhiều hứng khởi và tâm thế cởi mở. Đó là hạnh phúc khi được trao cơ hội chứ không phải là vì những thành quả. Có một thực tế là được trải nghiệm dự thi tranh giải ở một giải thưởng uy tín, theo đuổi một dự án nghiên cứu thú vị hay sáng lập một tổ chức sinh viên đều là những lời khẳng định về phẩm chất của bạn và chúng sẽ đi với bạn suốt đời. Nếu không may thất bại, tại sao bạn phải lãng phí thời gian để tiếc nuối? Hãy cảm ơn tất cả vì những trải nghiệm và tự hỏi bản thân xem điều gì sẽ đến tiếp theo. Tôi kết thúc cuốn sách bằng những dòng này vì tôi tin rằng việc theo đuổi những tham vọng vì những lý do chính đáng quan trọng hơn bất kỳ một chiến lược để thành công nào. Nếu bạn muốn thành công vì bạn thích được mọi người chú ý, vậy thì cuốn sách này không thể giúp gì được cho bạn. Nếu bạn muốn thành công để chứng tỏ bản thân bạn, vậy cuốn sách này cũng không thể giúp bạn. Nếu bạn muốn thành công bởi vì bạn thích những lời tán tụng và nịnh nọt, cuốn sách này cũng không thể giúp được bạn. Chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng tuyệt đối vì nỗi sợ thất bại sẽ luôn lẩn khuất đâu đó ở những ngã rẽ cuộc đời tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thành công vì bạn yêu cảm giác hứng khởi mỗi khi thử thách khả năng của bản thân và khám phá thế giới cùng những trải nghiệm mới, nếu bạn muốn thành công vì cuộc sống này thật ngắn ngủi và vì chúng ta không có lý do nào để không khiến cuộc đời ta phong phú với thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất có thể, thì bạn sẽ chiến thắng. Nếu bạn nhìn nhận cuộc sống với thái độ không bao giờ hối tiếc và luôn mang một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt của mình, bạn có thể tìm ra sự thành công trong tất cả những lần bạn nỗ lực. Đừng hối tiếc, hãy tận hưởng niềm vui trên con đường bạn đi, bởi vì cuối cùng đó mới là thứ bạn thật sự đạt được. Kyle Newport tốt nghiệp từ Đại học Dartmouth, nhận bằng tiến sĩ MIT và hiện giờ đang là phó giáo sư môn khoa học máy tính tại Đại học Georgetown. Ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách bán chạy và viết một blog rất được yêu thích có tên Study Hack. Ở đó ông thảo luận về những ảnh hưởng của công nghệ lên khả năng chúng ta thực hiện các công việc một cách năng suất và có một cuộc sống viên mãn hơn. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách Lối sống tối giản thời công nghệ số của tác giả. Gấp lại cuốn sách Đại học đừng học đại, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Nếu như bạn đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, bạn có hoài tiếc nhớ về thời gian đẹp đẽ của thời sinh viên? Nếu như bạn đang là những sinh viên trong độ tuổi nhiệt huyết, bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào? Và nếu như bạn là một học sinh cuối cấp, bạn biết phải trang bị điều gì cho quãng thời gian sinh viên của mình rồi chứ? Quý thính giả có thể tìm mua cuốn sách ở phần mô tả. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc, bình an.